Quý vị thân mến, cứ mỗi cuối tuần, chương trình sẽ mang đến cho quý vị những món quà đáng yêu. Và tuần lễ này sẽ là một cơn gió nhẹ. Hãy cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần. Cái cô gái ấy sinh ra là để thành công. Anh ạ, ngày xưa nhá, em đi thi nhá, không bao giờ được giải nhất. Cảm ơn những người ghét tôi. Bởi vì nếu như mà họ ghét tôi thì tôi mới biết tôi cần phải cố gắng. Khi mà em cất tiếng nói lên một cái là ai cũng biết đấy là Hoàng Yến Chibi, thì em bảo là cái đấy làm sao mà là nhược điểm của em được ạ? Em vừa có cái độ chín chắn, em vừa có sự tinh nghịch, và điều đặc biệt nhất là cái sự thông minh của em á là em dành cho công việc chứ không phải là dành cho cái sự toan tính trong cuộc sống. Em đều viết nhật ký về anh nè, để làm gì đấy? Em thực sự không muốn đóng chung với Tùng Leo nữa luôn ấy, đổi người cho em được không? Quý vị khán giả thân mến, cơn gió mát lành mà Tùng nói với quý vị ngay từ đầu chương trình mà ngày hôm nay sẽ xuất hiện đó chính là một cô em gái mà Tùng vô cùng yêu quý, và Tùng tin quý vị cũng thế. Hãy cùng gặp gỡ với Studio H9 hàng cuối tuần ca sĩ diễn viên Hoàng Yến Chibi. Chào anh Tùng. Và xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Studio H9 ngày hôm nay. Thật ra đối với tôi, Yến là một người không có tuổi thưa quý vị. Tới bây giờ thì Yến vẫn như 18 tuổi. Có đâu, cảm ơn anh. Rất là dễ thương, rất là đáng yêu và trong sáng. Với chương trình này, anh sẽ phát họa ra chân dung của nhân vật đang ngồi đối diện anh. Đã. Và ngày hôm nay thì khán giả sẽ cùng theo dõi cuộc trao đổi, cuộc gặp gỡ của hai anh em lâu ngày gặp lại. Đầu tiên vẫn là nhóm câu hỏi nhanh dành cho Hoàng Yến Chibi. Em đã sẵn sàng chưa? Em cũng sẵn sàng rồi, tại vì bình thường cái này em cũng hay bị hỏi lắm. Nha. Câu hỏi số 1 dành cho Hoàng Yến Chibi, nguồn gốc của cái tên Hoàng Yến Chibi. Chibi là nhân vật đầu tiên mà em đóng phim. Giải thưởng đầu tiên. Giải thưởng đầu tiên là lúc mà em học trường mầm non. Giải nhất của thi tiếng hát của Sở Giáo dục và Đào tạo. Wow. Câu tiếp theo, giải thưởng gần nhất. Giải thưởng gần nhất là 4 giải thưởng em vừa nhận được trong năm vừa qua. 2 giải ngôi sao xanh, là nữ diễn viên được yêu thích nhất và nữ diễn viên được hội đồng, nữ diễn viên xuất sắc nhất do hội đồng mình chọn. Và giải nhạc phim của năm của Ken Young Award. Và giải nhạc phim của năm nữa của Làn Sóng Xanh. Chính xác, cũng đợi rất xinh. Câu thúc số 4, hoạt động âm nhạc gần nhất. Hoạt động âm nhạc gần nhất là ca khúc em sáng tác dành cho fan, là bài ca đầu tiên tôi viết. Và câu cuối cùng, hoạt động điện ảnh gần nhất. Hoạt động điện ảnh gần nhất là bộ phim Ngôi Nhà Bướm Bướm. Rất là giỏi. Thưa quý vị, với nhóm câu hỏi này thì chắc chúng ta cũng nhìn thấy là cô bé này đã hoạt động nghệ thuật từ rất là sớm. Khi mà em được giải của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội à? Dạ. Là năm nay bao nhiêu tuổi? Năm đấy là 4 tuổi. Mới có 4 tuổi thôi mà đã được đi giải hát rồi. Dạ. Vậy là 3 tuổi là bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ rồi. Dạ, là hát ở trong trường mầm non ạ. Đi học cái là hát được luôn. Giỏi vậy. Tại vì ngày xưa mà anh biết, hồi nhỏ thì hát một bài có 4 câu à. Thế năm ra là dễ lắm. Thế lên cầm cái mic còn to hơn cả cái mặt nữa. Rồi đó xong rồi hát, hát xong rồi là đi thi từ trường, xong rồi mới thắng, xong rồi đi đi đến quận. Xong rồi quận xong rồi mới đi thi đến thành phố. Đấy. Quá dữ dội. Ngay từ nhỏ đã rất là thành công rồi. Nếu mà xét riêng cái năm vừa rồi thì chắc là cái năm rất là gặt hái của Yến Chibi trong lĩnh vực điện ảnh đúng không? Dạ. Hiếm người nào mà có được nhiều giải thưởng như vậy. Năm vừa rồi thực sự là một năm gọi là ngoài sức tưởng tượng của em. Nó vượt khỏi mọi mong đợi của em từ bấy lâu. Đúng, thực sự là đóng phim tháng năm rực rỡ xong là em có một tháng năm rực rỡ luôn. Thì em cảm thấy rất là vui vì được sự ủng hộ của khán giả rất là nhiều. Điều này thì em xin được cảm ơn quý vị khán giả vì đã ủng hộ em trong thời gian gần đây. Với cả là em tự cảm nhận được rằng là 4 năm hoạt động, chính thức hoạt động của em nó đã có kết quả, nó đã đâm chồi nảy lộc đấy. Thì... Anh vẫn còn nhớ cái hôm mà em nhận giải Làn Sóng Xanh, em nói là cảm ơn cái giải này bởi vì là nhờ cái giải này mà em được xem như là công nhận là em biết hát. Vâng, thực sự tại vì em là một người rất là đam mê nghệ thuật, em thích hát, em thích nhảy, em thích múa, rồi em thích đóng phim luôn. Nhiều lúc em cũng tự cảm thấy là mình hơi bị tham lam một tí, nhưng mà
thôi đời mà. Đâu có phải là ai cũng được sống trọn vẹn đâu, đúng không? Đúng rồi. Thì thôi cứ tham một tí đi cũng được. Đấy, thất bại thì tự đứng lên, rồi thành công thì mình sẽ được hưởng. Đấy. Thế nên đâm ra là em cứ thế mà làm thôi. Thì khi mà được lên nhận giải ấy, thì là em cảm nhận được rằng là ồ, tất cả mọi thứ mà mình làm xong rồi, trải qua xong rồi, bây giờ nó thực sự là nó đã nằm ở đây này. Đúng rồi, đó. Được công nhận. Đúng rồi đó. Về nhà cũng cảm thấy như là mơ. Nhưng mà hôm sau tỉnh dậy xong rồi đọc tin của mình ở trên báo thì thấy ồ, đúng là mình được giải thật. Thì thực sự là em cảm thấy đấy là điều may mắn nhất đối với em rồi. Biết đâu lại năm nay lại còn được giải nhạc sĩ trẻ. Thôi em không dám. Ừ, quý vị thân mến, đó là nhóm câu hỏi nhanh dành cho Hoàng Yến TV. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa dành cho Hoàng Yến tuần lễ này cùng với Studio H9 hàng cuối tuần. Ngọc nữ mới. Tại sao người ta lại gọi là ngọc nữ nha? Kính thưa quý vị, ở trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng và trong giải trí nói chung thì những cái nhân vật được gọi là ngọc nữ là những nữ diễn viên hoặc là nữ ca sĩ mới đạt được những điều sau đây. Thứ nhất là vô cùng được yêu quý, thậm chí là không tìm ra được người ghét. Thứ hai, đó là người này có những cái thành công rất là sớm trong sự nghiệp của mình. Và những cái thành công đó minh chứng rằng là cái cô gái ấy sinh ra là để thành công. Thứ ba là những hình ảnh mà cô ấy theo đuổi trong lĩnh vực nghệ thuật thường là những hình ảnh trong sáng, tươi sáng và mang lại cái mỹ cảm đẹp cho khán giả khi theo dõi. Và thứ tư, cái người này là người gìn giữ giấc mơ của rất nhiều những người khác. Và ở Việt Nam thì có rất là nhiều người trước đây được gọi là ngọc nữ rồi. Ví dụ như là Tăng Thanh Hà nè, hoặc là Ninh Dương Lan Ngọc nè, vân vân. Và đối với ngày hôm nay thì người ta gọi Hoàng Yến Chibi là ngọc nữ mới. Này, em hơi phủ nhận một tí ạ, tại vì em không phải ngọc nữ thật sự là như thế quý vị khán giả ạ. Để em nói. Tại vì cái điều đầu tiên lúc nãy anh nói là phải có khán giả yêu quý một đúng cách rồi, tự nhiên. Khán giả yêu quý một cách tự nhiên. Ít người ghét. Ít người ghét. Không, em có người ghét. Em nếu mà không phải nói là rất nhiều. Thế à? Thì anh không biết luôn. Không, tức là ý là em cũng có người ghét chứ không phải là không. Nên đó là em đã không thể trở thành ngọc nữ là được rồi này. Điều thứ hai là chính là thành công từ rất sớm. Thành công từ rất sớm. Em đến 24 tuổi là em cũng phải mất rất là nhiều thời gian, gọi là 4-5 năm để có thể trau dồi và mới có thể đạt được cái giải thưởng đó. Cũng thì gọi là ngọc nữ được rồi. Cái thứ ba là hình tượng trong sáng. Hình tượng trong sáng thì nghĩa có. Tức là ý là chả nhẽ bây giờ nó tôi không trong sáng. Không, ý là tại vì theo như em thấy thì đa phần quý vị khán giả rất là thích em với hình tượng gọi là Hiểu Phương ấy. Trở thành một cô học sinh xong rồi hơi ngu ngơ một chút, nhưng mà trong ánh mắt đâu đó vẫn có một cái sự tinh nghịch. Thì em thấy mọi người có vẻ thích em với cái hình ảnh đó hơn là những hình ảnh mà kiểu trở thành cô gái nổi loạn. Thì đó, thì em cũng tự cảm thấy mình hợp cái kiểu này hơn. Thì đấy là có một điểm. Và cái điểm cuối cùng là, điểm... là cái ước mơ của rất nhiều người được mong muốn thì anh nghĩ là chắc chắn có rồi. Vâng, thì bởi vì cũng... nếu mà em có fan thì chắc chắn là họ có. Rất là yêu quý em. Đúng rồi ạ, cái đấy là mình không thể phủ nhận được. Đấy nha, bây giờ thưa quý vị, bốn cái điểm của ngọc nữ thì bạn ấy phủ nhận hai cái đầu tiên. Đúng rồi. Có hai cái cuối. Dạ. Nhưng mà hai cái đầu tiên thì tôi lại phủ định bạn ấy như sau. Thứ nhất, bạn ấy nói rằng là bạn ấy không phải là sinh ra đã thành công, nhưng mà đối với tôi thì rất là hiếm người nào mà ngay từ bé tham gia cái gì thắng cái đó. Thế đấy. Thì em lại nói cho anh nghe. Lại không ạ? Anh ạ, ngày xưa nhá, em đi thi nhá, không bao giờ được giải nhất. Chỉ được giải nhì. Thế à? Từ hồi bé đã như thế rồi, cho đến lớn lên thi học viện ngôi sao cũng Á quân. Đấy, cô này cô chưa gì là cô cứ đặt ra một cái tiêu chuẩn rất là cao. Nhì không được xem là thành công, nhất mới thành công. Nhưng mà tôi thấy nhì cũng thành công đúng không phim trường? Nếu mà đúng phim trường vỗ tay cho Hoàng Yến. Nhì mà còn không thành công thì giải ba coi như vứt. Nhì thành công chứ ạ? Em Á quân mà bây giờ em thành công này. Đấy, nhì là thành công rồi nhá. Coi như là điểm đầu tiên của ngọc nữ là có nha. Cái thứ hai là nhiều người thích một nghệ sĩ, anh nói nghe, một nghệ sĩ thì phải có người ghét. Có một câu nói như thế này rất là hay của anh Nguyễn Công Trí, nhà thiết kế Việt Nam. Anh nói như thế này: cảm ơn những người ghét tôi, bởi vì nếu như mà họ ghét tôi thì tôi mới biết tôi cần phải cố gắng để tôi phát triển hơn nữa, tôi vượt qua những điều họ không thích. Chứ nếu như mà ai cũng khen tôi hết thì tôi sẽ dậm chân tại chỗ, bởi vì tôi chả biết phải làm gì với những lời khen này.
cho nên là cái việc mà ít người ghét thì vẫn xem như là không có gì vấn đề đáng kể cả. Bốn cái này cộng lại vẫn thấy rằng là em là một ngọc nữ, đúng không nào? Vâng, thì nếu mà để mà nói là ngọc nữ mới thì chắc em nghĩ cái dành cái từ này cho Hiểu Phương đi, chứ không phải là dành cho Hoàng Yến. Tức là đi đâu mọi người cũng nhớ đến em, nhớ đến Hoàng Yến là nhớ đến Hiểu Phương, nhớ đến Hiểu Phương là nhớ đến Hoàng Yến. Đó. Thì tức là ý là em chỉ nghĩ là những cái đó thì nên dành cho Hiểu Phương thôi. Còn Hiểu Phương thì mới trong sáng như vậy, chứ còn Hoàng Yến rồi sẽ lớn, Hoàng Yến rồi sẽ khác nữa. Nên đâm ra là nếu mà mọi người mà dành cái chữ ngọc nữ cho em, nhỡ sau này em mà thay đổi rồi mọi người. Tí nữa thôi quý vị sẽ thấy là Hoàng Yến đã thay đổi rồi, chứ không phải là đợi đến mãi sau này đâu. Nhưng mà đã tí nữa, còn bây giờ mình trở lại cái này nè. Mình quay trở lại cái phần khởi đầu của Hoàng Yến. Dạ. Khi mà em lớn lên á, anh lại thấy là em có cái ưu điểm của em, nhưng cái ưu điểm đó đồng thời nó cũng sẽ làm cho em khó khăn. Dạ. Là từ khi mà em bắt đầu gọi là được mọi người biết đến, ví dụ như là từ Hot Beauty hoặc là Học viện Âm nhạc đi, thì là khoảng chừng mười mấy tuổi, bây giờ đã là hai mươi mấy tuổi rồi. Nhưng mà trong mắt của mọi người thì em vẫn bé. Đó là lý do tại sao mà em nói rằng là cái những cái em mà đạt được á, thì đó, đôi khi đó là người ta dành cho Hiểu Phương, chứ không phải là dành cho em. Gần như mọi người quên mất là em cũng được quyền lớn. Đó có phải là một cái áp lực đối với em? Thực ra thì cũng không phải là áp lực lắm, tại vì ai mà chả mong trẻ đúng không anh? Nếu mà em mà cứ trẻ mãi như thế này thì em thấy là cái tuổi nghề của em nó sẽ được kéo dài hơn nữa. Thì em thấy cái đấy là một điều mà rất là may mắn đối với em. Em thì em thấy rất là thích cái điều đó, tại vì đi đâu cũng được khen. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái giọng của em ý, nhiều người cũng nói là nó là một cái yếu điểm. Nhưng mà thực ra em nói là không ạ. Khi mà em cất tiếng nói lên một cái là ai cũng biết đấy là Hoàng Yến Chibi, thì em bảo là cái đấy làm sao mà là nhược điểm của em được ạ? Tức là em tự cảm nhận được rằng bản thân mình hát cũng không có được gọi là kiểu em không có thể hát kiểu giọng dày hơn được, tại vì giọng em rất là mỏng. Thì em có thể hát được những bài hát mà gọi là em dùng những cái tình cảm của mình cũng như là dùng giọng của em để có thể hát, để gửi gắm cái tình cảm của em vào đó, thì em sẽ hát được những cái bài hát như kiểu vậy hơn. Thì em cũng sẽ có những cái phạm trù riêng của em, và em muốn trở thành một người nghệ sĩ đa năng, chứ em không muốn trở thành ca sĩ hay không muốn trở thành chỉ là diễn viên. Nên là đâm ra em muốn là sau này ví dụ là 40-50 tuổi mình có thể cống hiến được cho đất nước thì sẽ được trở thành nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ nhân dân chẳng hạn. Đó là những cái mà em mong muốn về sau này, thực sự là em rất là thích như thế. Mình nên đổi cái từ nhược điểm thành cái từ nét riêng, bởi vì mỗi một người sẽ có một cái nét riêng. Nét riêng đó có thể là khuyết điểm trong mắt người này, nhưng có thể vẫn là ưu điểm trong mắt người kia. Và điều đặc biệt nhất là nét riêng nó tạo nên cái sự nhận diện, và cái sự trong sáng trong giọng hát của Hoàng Yến cũng là một sự nhận diện. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những gì mà khán giả sẽ biết đến Hoàng Yến nè. Đó là Ngôi Nhà Bướm Bướm. Ngôi Nhà Bướm Bướm em đóng vai gì? Đóng vai một người con gái của Hà Nội. Và tức là ý là muốn lấy chồng miền Nam. Câu chuyện đấy thì lại xoay quanh chú Thành Lộc là vai Dì Hân, và chú Quang Minh là vai bố của anh Liêm Bình Phát, là chồng em đó. Đó. Nói chung là trong phim thì em với cả Liêm Bình Phát là người gọi là kết nối để làm thế nào để cho hai gia đình có thể cùng nhau hòa hợp, để cho bọn em có thể cưới được nhau. Đó. Tức là bọn em làm tất cả mọi thứ để cho hai gia đình đồng ý cho bọn em cưới nhau. Thế cuối cùng có cưới được hay không thì xem phim nhé. Đúng rồi đấy. Và mặc dù chưa xem phim nhưng mà anh nghĩ rằng là anh sẽ chúc mừng em. Bởi vì không phải dễ gì mà một diễn viên lại có cơ hội được nhận nhiều vai là một, mà lại là những cái vai hoàn toàn khác nhau. Dạ, đúng rồi. Đó chính là một điều rất là gọi là may mắn. Dạ. Đoạn cuối của phần này anh muốn hỏi em là bây giờ thì em sẽ ưu tiên cho công việc nào? Sẽ là ưu tiên cho điện ảnh hay là âm nhạc? Trong năm 2019 thì em sẽ quay trở lại với âm nhạc nhiều hơn. Tại vì trong năm 2018 là em đã quay những bộ phim xong rồi, và 2019 sẽ là thời gian để cho những bộ phim được ra mắt, được chiếu rạp. Thì cái thời gian đó em sẽ dành thời gian để có thể tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình nhiều hơn. Thì anh xem như đây là một cái lời gửi gắm của khán giả dành cho Hoàng Yến Chibi. Đó là cho dù em có phát triển tới cỡ nào và em nhận được bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu cơ hội để thay đổi mình trong sự nghiệp đi chăng nữa, thì hãy vẫn cứ là Hoàng Yến Chibi của ngày hôm nay ở ngoài đời thật. Em vừa có cái độ chín chắn, em vừa có sự tinh nghịch, và điều đặc biệt nhất là
cái sự thông minh của em á là em dành cho công việc chứ không phải là dành cho cái sự toan tính trong cuộc sống. Anh rất là quý cái điều đó ở em. Cảm ơn anh. Đây là phần đầu tiên của chương trình, phần 2 đương nhiên sẽ vui hơn bởi vì đó là mật mã giải trí. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Bây giờ sẽ là một cái trò chơi dành cho Hoàng Yến. Vì nãy giờ nói rất là nhiều về các vai diễn, hôm nay anh sẽ đóng vai một nhà sản xuất diễn để casting em vào một cái vai diễn nào đó. Cho nên là bây giờ cách casting như sau nha. Một bên sẽ là các hành động, một bên là các thể loại nhân vật. Nè. Anh sẽ đưa ra cho em và em chọn bất kỳ. Bên này là một nhân vật, bên này là hành động của nhân vật đó. Sau em thể hiện cho khán giả cùng xem cái khả năng của em. Thì mình chỉ cần làm một cái thôi đúng không? Không, làm hết đấy. Trời ơi. Ừ. Đấy, khoan khoan, bóc luôn bên này đã. Rồi, một cái thôi. Rồi. Thể hiện ca khúc mà idol Hoàng Yến Chibi sáng tác. Vai Mai, phim Ngôi Nhà Bướm Bướm. Tức là Mai thích Hoàng Yến Chibi. Ừ. Và Mai thể hiện ca khúc mà Hoàng Yến Chibi sáng tác. Thật khó thế đấy. Ok, tôi sẽ gửi tới mọi người một bài hát do Hoàng Yến Chibi sáng tác, một ca khúc được mang tên Bài Hát Đầu Tiên Tôi Viết, với một phong thái của Mai. Dù gặp bao gian khó, sóng gió vẫn luôn bên cạnh. Chẳng đường dài phía trước, hãy bước đi cùng tôi. Bạn và tôi tay nắm chặt tay với nhau và cùng nguyện cầu nguyện mãi bên nhau mãi như ngày hôm nay. Đấy, đây là phong thái. Có nghĩa là hơi tinh tướng tí hả? Vâng, phong thái của Mai ở trong phim là hơi hơi kiểu đấy đấy ạ. Khoan vỗ tay đã, vỗ tay cho Mai. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Còn có bao nhiêu là còn có 3 cái. Múa và hát theo ca khúc đạt giải tại trường mầm non. Hot girl nổi loạn. Hot girl nổi loạn mà múa và hát theo ca khúc đạt giải của trường mầm non. Mầm non em được giải là bài gì? Bài Chú Bé Lắc Chắc ạ. Chú Bé Lắc Chắc cái sắc xinh xinh hả? Vâng. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phiên bản Chú Bé Lắc Chắc với một cái cô gái. Em đứng được không? Được, đấy cô đứng biểu diễn. Khó quá cơ. Hot girl nổi loạn hát bài trường mầm non. Ok, bây giờ em sẽ hát cái bài hát trường mầm non thôi, nhưng mà phong thái của hot girl nổi loạn. Có gì mà sai sót em xin tất cả mọi người thông cảm cho em. Cái này là thử thách chứ không phải do em tự biên tự diễn ạ. Chú bé lấp chất cái sắc xinh xinh, cái chân thân thật, cái đầu nghênh nghênh, cá lô đội lệch, mồm hít sao vàng, như con chim chích nháy trên đường vàng, như con chim chích nháy trên đường vàng. Lâu lâu mới nghe được cái bài hát này theo một cái phiên bản rất là thú vị thưa quý vị. Yêu ơi, thật sự đấy. Cầm thăm lên là cười gật gẽ. Ôi trời ơi. Em bé núng nịu tỏ tình với crush. Em bé mà. Bởi vậy cuộc đời có gì cũng ngộ nghĩnh lắm. Anh à, anh có biết là ngày dài tháng nhớ năm thương không? Em nhớ anh vô cùng tận luôn. Em đang viết nhật ký đấy à? Không, em đang nói cho anh Ben nghe á. Tại vì anh là nhật ký hàng ngày của em mà. Nói thế à? Hàng ngày em đều viết nhật ký về anh à? Em thực sự không muốn đóng chung với Tùng Leo nữa luôn, em đổi người cho em được không? Không thể nào mà bắt nhịp của em mà cứ phải. Có thương em không? Bây giờ bạn thương em ngay thì hát vai làm sao? Có muốn về nhà với em không?
Tình yêu em xây đủ lớn để dành thời gian. Giọng em bé nũng nịu, ta vẫn có nhau. Thôi vỗ tay đi, giận như gà. Cái cuối cùng này. Nữa đây này, ôi dồi. Đi thi hát dân ca miền Nam. Vai Dung đại ca. Vai Dung đại ca. Bài hát miền Nam có bài gì dễ hát lắm nhỉ anh ạ? Lý Kỳ bông bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông. Bài đấy cũng được. Dung đại ca. Ôi trời ơi. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lưu. Lưu ơ bạn ơi. Là rằng ai đồ rằng bông rồi lại mấy bông. Rằng ai đồ nàng bông rồi lại mấy bông. Trong bài em giống chị Thanh Hà không? Chứ em là em thấy cảm giác hơi giống đấy. Nhưng mà chắc không đẹp như chị đâu. Nhưng mà hát giọng miền Nam cũng ra đấy nha. Có được không? Cũng được đấy. Ui, may quá. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần trò chơi dành cho Hoàng Yến Chibi. Và Tùng tin rằng là ban biên tập đã cố tình dành tặng cho quý vị một cái dẫn chứng để quý vị thấy là cô gái này là một cô gái rất thú vị và còn nhiều điều cần phải khám phá. Các đạo diễn điện ảnh hãy tiếp tục khám phá nhân vật này giùm với chúng tôi. Còn chúng tôi thì sẽ cùng quay trở lại với quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Và lần này thì bọn anh đang muốn hỏi em về một lĩnh vực, đó chính là ca từ nhạc Việt. Âm nhạc Việt Nam đang phát triển rất là vượt bậc. Hồi nãy chúng tôi có nhắc tới một cái chương trình mà Hoàng Yến Chibi được giải, đó là Làn Sóng Xanh. Đạ. Và Làn Sóng Xanh đã được thay đổi thành là Làn Sóng Xanh Next Step, Next Step. Dành cho thế hệ mới. Và khi mà người ta đến với buổi lễ trao giải thế hệ mới thì người ta nhìn thấy là hơn 80% giải thưởng là đã dành cho một thế hệ hoàn toàn mới của âm nhạc Việt Nam. Trong đó chiếm một phần không thể thiếu là âm nhạc underground. Đạ, đúng một rồi. Phần rất là lớn. Thì người ta thấy là âm nhạc Việt Nam bắt đầu phát triển và tiệm cận gần hơn với thế giới. Tuy nhiên có một vấn đề được đặt ra là hình như ca từ trong nhạc Việt đang càng ngày càng dễ dãi hơn. Bản thân Hoàng Yến là người hoạt động trong giới âm nhạc thì bạn thấy điều này có đúng không? Đối với em ý, thì tùy với mỗi người là mỗi một cái suy nghĩ khác nhau. Mình để mà nói là ca từ dễ dãi không thì cái đấy là mình phải hỏi nhạc sĩ. Do hoàn cảnh nào người ta sáng tác ra cái bài đó và với cái một cái cảm xúc như thế nào người ta sáng tác ra cái bài đó với cái ca từ như thế đó. Tại vì sau mỗi một cái bài hát đi anh là sẽ có một câu chuyện đằng sau đó. Khi mà anh nghe cái bài hát đó với một cái tâm thế rằng là anh chỉ nghe bài hát thôi, anh biết đến cái bài hát thôi thì anh thấy nó hay, ok hay. Nhưng mà khi mà anh biết đến cái câu chuyện đằng sau cái bài hát đó và anh nghe lại cái bài hát đó, nghe từng cái lời, từng cái ca từ trong cái bài hát đó, anh sẽ thấy nó khác hoàn toàn. Đó. Cũng có thể là như vậy. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta nhắc đến điều này là bởi vì hai điều. Điều thứ nhất, đó chính là sau một cái thời kỳ khủng hoảng thừa của sự lãng mạn trong ca từ. Nghĩa là mình thấy âm nhạc nếu mà nói trắng ra là nó bị xến đi á, rất là ủy mị. Thì bây giờ người ta lại thấy rằng là giới trẻ, những nhạc sĩ trẻ, những người viết nhạc trẻ đang dễ dãi đưa những cái từ thông dụng của đường phố vào trong ca khúc để làm cho ca khúc trở nên gần gũi hơn. Thì bạn nghĩ là điều đó thì có nên hay không? Do tùy từng người sáng tác thôi chứ anh. Tại vì anh đang hỏi em. Nếu mà là em á thì là không ạ. Tại vì đối với bản thân em ý thì là em tự cảm nhận được rằng là đối với những cái bài hát giống như là khi mà em viết ý thì em chỉ viết trên cái câu chuyện của em thôi. Lại không phải là chút bực dọc vào nó mà tức là mình chỉ muốn kể lại những cái câu chuyện thường ngày. Đấy thì em muốn là qua những cái ca từ của mình thì khán giả cảm nhận được rằng là nhắm mắt vào mà nghe nhạc thì có thể cảm nhận được ra cái không gian mà mình đang muốn đưa đến cho khán giả. Đó là cái điều mà em mong muốn đưa đến. Nhưng mà thực sự là để mà em là nói về cái phần ca từ nhạc Việt ấy thì em về cái vốn từ của em chưa có đủ để mà nói về cái vấn đề này. Em tự cảm nhận được rằng mình là một người vốn từ rất là ít. Những cái bài hát mà em sáng tác hay là những cái câu thơ mà em đã viết ra, em lúc mà em đọc lại em thấy nó bị lặp lại nhau nhiều lắm.
Em cũng đã cố gắng đọc sách rất là nhiều, em cũng đã, nhưng mà cái này không phải là ngày 1, ngày 2 mới được. Vậy thì nếu như mà mình trở nên dễ dãi hơn trong cái việc sử dụng từ ngữ thì liệu rằng những cái từ đẹp nó có mất đi không? Thì những từ đẹp thì em nghĩ chắc nó vẫn còn chứ. Tại vì sao, đâu phải là ai cũng sẽ sáng tác những từ dễ dãi đâu ạ, đúng không? Sẽ có người sáng tác kiểu như thế này, có người sáng tác kiểu như thế khác. Ý là mình nghe được, mình cảm được, nó có thể là một cái bài hát để cho mình làm việc chẳng hạn, hoặc có thể là một cái bài hát để cho mình nghe, mình tức là để cho bản thân mình đi lên chẳng hạn. Nhưng mà ý em là mặc dù là cái ca từ của nó có vẻ là không có được đẹp lắm, ừ, nhưng vẫn dễ chấp nhận. Vâng, nói chung là em vẫn có thể chấp nhận được. Có nghĩa là bạn có quyền đưa những cái từ đời thường, đời sống vào trong cái việc sáng tác của bạn, nhưng tuy nhiên cũng nên có cái giới hạn của nó. Đúng rồi. Để tránh cái việc là càng ngày nếu càng dễ dãi thì sẽ càng không hay. Dạ. Tôi không biết là chúng tôi có trở nên là người khó tính quá hay không, nhưng âu lo là rất âu lo, là bởi vì nếu như ngày hôm nay chúng ta ca tụng những điều dễ dãi thì ngày mai cái điều dễ dãi nó sẽ trở thành chính thống, và ngày kia nữa người ta sẽ quên luôn cái chính thống thật là gì. Ở vai trò là một người nghệ sĩ trẻ nói với khán giả trẻ thì bạn định kêu gọi họ như thế nào? Tức là nên chọn lọc để nghe, nhưng còn phải tùy thuộc vào cảm xúc của mình lúc đó nữa. Tùy thuộc vào môi trường của bạn, tùy thuộc vào quan điểm của bạn nữa. Tức là có thể quan điểm của anh là như thế, nhưng mà quan điểm của em lại là như khác thì sao? Đúng không? Thế nên đâm ra là mình không thể tự áp đặt cái suy nghĩ của bản thân mình lên người khác được. Em nghĩ là em mong là khi mà khán giả mọi người nghe nhạc, bài nào hay thì mình cứ nghe. Bài nào mà ca từ nghe chấp nhận được, dễ chịu thì mọi người cứ nghe. Còn bài nào mà mọi người cảm thấy là nó không có thuộc phạm trù của mình thì đừng nghe. Cho nên ngày hôm nay thì mình sẽ rút chương trình lại bằng cách là Yến có thể giúp anh là sẽ kêu gọi khán giả của mình nghe nhạc chọn lọc để tham gia vào chiến dịch cùng hành động We Do. Dạ. Thì Yến rất là mong quý vị khán giả khi mà mình nghe một cái bài nhạc nào đó thì mong là mọi người đừng có vì một cái bài hát đó mà mọi người phán xét nguyên một cái gọi là thế hệ âm nhạc của Yến cũng như là của tất cả các anh chị đã đi trước. Mong là mọi người sẽ có thể thấu hiểu hơn, mong là mọi người sẽ nghe từ hai phía chứ không phải chỉ nghe từ một phía, và mong là mọi người sẽ chọn lọc những cái bài hát có những cái ca từ hay, có những cái ca từ nó phù hợp với văn hóa và những cái giai điệu hay nữa, và mong là mọi người sẽ chọn lọc để nghe. Cảm ơn Yến. Dạ. Thông qua những tâm sự của Yến thì tôi nghĩ ngày hôm nay có thêm một vấn đề nữa mà muốn chia sẻ với khán giả truyền hình, đó chính là những khán giả lớn tuổi và khó tính chắc là chúng ta cũng sẽ nên là chấp nhận suy nghĩ của người trẻ ở khía cạnh rằng là âm nhạc ngày hôm nay cũng cần gần gũi hơn, đời thường hơn, bởi vì mỗi một ca khúc nó sẽ có một cách hay khác nhau. Và những ca khúc đời thường nó sẽ phản ánh được cuộc sống đời thường. Đó có thể cũng chính là một trong những điều mà hàng ngày chúng ta đều cần, nhất là những khi chúng ta mệt mỏi, đúng không ạ? Một không gian cuối tuần ngập tràn âm nhạc, đó chính là món quà mà chúng tôi dành tặng cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình. Không quên cùng với quý vị chúng ta sẽ thực hiện hashtag We Do cùng với chiến dịch cùng hành động trên chuyến hàng cuối tuần. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Chợt nghe thấy một tiếng ca cùng một đóa hoa đang đến gần từ phía xa đến trước nhà, thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Đợi đôi ba phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn, và trong em bỗng thấy tâm trạng rối bời, môi khẽ mỉm cười, em khẽ trả lời.
vẫn luôn cười. Nên phải trả lời, em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đất trời. Em vẫn yêu đời, vẫn thích như thế dòng trời chẳng nghi ngờ. Em vẫn yêu đời, chẳng muốn anh phải ngỏ lời. Vậy nên bây giờ em muốn ta mến nhau thôi. La 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 la, em vẫn yêu đời. La 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 la, mọi vẫn luôn cười. La 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 la, em vẫn yêu đời. Rồi một mai anh sẽ vui bên người anh bên khác. Một ai đó hay biết đâu sẽ cùng em đón đưa. Bây giờ là khán giả nói gì em cũng nghe hết hay sao? Một người nói thì không sao, nhưng mà nhiều người nói thì có lẽ nó là một cái vấn đề. Mối quan hệ của Eric với lại những người cũ mà gây mâu thuẫn đó đã tốt lại chưa? Họ đang cố gắng để quen thân và họ lợi dụng cái mối quan hệ đó với mình. Kể cả là em không đọc được những cái group kín ấy, là em cũng lấy Facebook của bạn bè em để em vào em xem. Nhưng điều đặc biệt của show này đó chính là ngay bây giờ chúng ta sẽ không chỉ có một mình Eric mà còn thêm một người bạn nữa của Eric cùng tham gia. Giờ anh ngồi đây trong bao nhung nhớ man mãi đợi chờ. Đời hẹn ước khi xưa người trao cho anh nay vỡ tan rồi. Người ơi,